Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 5 của bài 11. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Thứ nhất, chúng ta có từ C. C âm Hán Việt là hệ. À, âm Hán Việt này vẫn còn dùng, ví dụ trong từ thái dương hệ, tức là hệ mặt trời á. Và từ này có nghĩa là khoa Thì từ si này nằm ở trong mỹ quan si Chúng ta cũng từng gặp rồi Âm hán Việt là khoa à, Chúng ta xem ví dụ nha Chuyện quên nì sư có tờ sơn Xin quên Xin hỏi bạn là sinh viên của khoa nào hay là học sinh của khoa nào Wo sư Trung Wen Xi tôi là học sinh của hoặc là sinh viên của khoa Trung văn, còn bạn? Si si tơ đây là nó nói tắt đấy, tức là tơ ta xuế sơn hoặc là tơ sơn. Tôi là sinh viên của khoa Anh. À, từ đây chúng ta có mở rộng là Trung Quẩn Si là khoa Trung Văn. Duyên Quẩn Si là khoa Anh Văn. Thai Giảng Si là Thái Dương Hệ, tức là hệ mặt trời xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin chào mọi người. 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 Xin Kế tiếp nữa chúng ta có à, từ thứ chào đó là từ chào mọi người. Xin âm mọi Việt là chủ nhiệm thì à, âm chào Việt này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt. Thì cái nghĩa trong tiếng Việt mình có thể là chủ nhiệm hoặc là trưởng, ví dụ chủ nhiệm khoa tức là trưởng khoa. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Xin quên si rên ma. Xin quên si rên lại ma. Xin hỏi chủ nhiệm khoa đã đến chưa? Lại lơ ma đến chưa? Tha mấy giờ lại, nín sơ. Tha mấy giờ lại, nín sơ. Ông ấy chưa đến. Uh, anh là một cách hỏi lẫn mà niệm sư anh là của sinh liễn sư thao phận vô của sinh liễn sư thao phận vô tôi họ lâm là bạn của ông ấy là bạn của ông ấy lý Sơn sơn chỉnh chùa của tả cơ tiên hoa lý Sơn sơn chỉnh chùa bố tả cơ tiên hoa xin mời ông lâm ngồi tức là lâm Tinh sinh lý sen sơn ông lâm xin mời ngồi của tả cơ tiên hoa để tôi gọi một cuộc điện thoại Hào, tôi xê Hào, tôi xê Vâng, cảm ơn cô nhiều là cảm ơn anh nhiều, cảm ơn bạn nhiều. Đừng nói là xe xe hình tố mà nói là tôi xe. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Xin quên si chủ rên ma. si ma. mấy giờ lại. Nín sơ. xin liễn. Sư tha

cái tiếp nữa, từ ngay chỗ đây chúng ta có cái từ mở rộng nè, những cái từ mở rộng nè. Trù rên là chủ nhiệm, bây giờ ta có từ trù rễn. Trù rễn là chủ nhân, tức là cái người chủ á. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Lĩnh Sen dân sư sang dân sư sang Tức là ông Lâm là chủ của cái cửa hàng này rồi kế tiếp ta có từ Gia trụ Gia trụ là gia chủ tức là chủ nhà à, chủ nhà. của dũng kênh cha trụ trên comment kênh cha trụ trên comment tôi có việc muốn gặp chủ nhà một chút trên comment tức là gặp một chút. kế tiếp ta có từ tiên trụ tiên ở đây vốn có nghĩa là sang tiền còn trụ tức là trụ rẽ tức là sang tiền tờ trụ rẽ chủ cửa hàng Trung <laughs> chủ cửa hàng đó là người Trung Quốc cái người chủ cửa hàng đó, đó là người Trung Quốc kế tiếp nữa từ trụ đó ngoài cái nghĩa là chủ ra nó còn có nghĩa là chúa nữa như vậy là thiên trụ là thiên chúa Thiên trụ bảo佑你。vô nị Thiên Chủ bảo vô nị tức là Chúa trời Thiên Chúa hay Chúa trời hoặc là ta có thể dịch là Chúa thôi. Chúa sẽ phù hộ cho bạn. Chúa sẽ phù hộ cho bạn. Kế tiếp nữa ta có Thiên Chủ treo. Hôm trước ta có từ treo thẳng là giáo đường tức là nhà thờ. Bây giờ chủ giao Thiên Chủ treo là Thiên Chúa giáo tức là đạo Thiên Chúa. Chén bên ý cơ Thiên Chủ treo treo thẳng. Chuyện bên dù ý cơ Thiên Chủ treo treo thẳng. Phía trước có một cái nhà thờ À, của đạo thiên chúa và thiên chủ giáo thủ, à, thiên chủ giáo là thiên chúa giáo còn thủ là đồ, tức là tín đồ à, thiên chủ giáo thủ có nghĩa là tín đồ của thiên chúa giáo, tức là công viên. thủ, Wa朋友是天主教 thủ. À, bạn tôi là người của đạo thiên chúa. Kế tiếp ta có từ thứ ba, từ thứ ba là sổn. Sổn âm hán Việt là tùng hoặc là tòng cũng được, âm hán Việt này ở trong tiếng Việt cũng còn dùng ví dụ tòng quân chẳng hạn, tức là tham gia vào quân đội hay là tam tòng tứ đức. Tam tòng tức là tại gia tòng phụ ở nhà thì phải nghe theo lời của cha, xuất giá tòng phu lấy chồng thì phải theo chồng phu tử tòng tử tức là chồng mất rồi thì phải nghe theo con phải theo con thì đó là cái giá trị của nho giáo hồi xưa đối với người phụ nữ đó à, sủng là tòng hoặc là tùng và trong phạm vi của bài này thì sủng à, có nghĩa là từ từ đâu đến đâu á à, và nó có thể dùng à, cho cả không gian lẫn thời gian như vậy từ sủng này có thể dùng cho cả không gian lẫn thời gian Ví dụ, súng nì giá to xóa xeo dù tố duyện. Súng nì giá to xóa xeo dù tố duyện. Từ nhà bạn đến trường à, bao xa vậy? Đó là chỉ về không gian. Ta cai san cung lì lu. Ta cai san cung lì lu. Khoảng 3 cây số. Người Trung Quốc hay nói là san cung lì lu ba cây số đường vì người ta tính khoảng cách đây là khoảng cách trên đường đi. Cho nên là ta cái san cung lì lu khoảng ba cây số mà ta sẽ hiểu là đường đường đi chứ không phải đường chim bay chầu lu dao 20 phút, phân trốn chầu 20 phút đi bộ mất khoảng 20 phút mất 20 phút và kế tiếp ta khảo sát từ sủng này với cái cách dùng đối với thời gian sủng sen dài to xèo lĩnh tờ sân rư hãy dầu tối chiều sống xin dài to xèo lín tờ sinh nhật hãy dù tối chiều tức là từ bây giờ cho đến sinh nhật của bạn lâm thì còn bao lâu tối chiều là bao lâu ở trên là tối duyền là bao xa từ nay đến sinh nhật của bạn lâm là còn bao lâu nữa hãy dù thiên hãy dù thiên còn 10 ngày nữa xin mời mọi người chúng ta cùng đọc sống nì cha to xèo xèo dù tối duyền

và cái nghĩa nó là chờ là chúng ta thấy ở trên có bộ trúc nè ở kế tiếp ở dưới là bộ thổ và ở dưới nữa là bộ thốn à, thì mình gợi ý các bạn cái cách nhớ thôi tự mình nghĩ ra ví dụ như là ngày xưa người ta chưa có các cái đơn vị để đo thời gian thì khi chờ ai đó người ta sẽ cắt một cây trúc nó đơn giản là người ta cắm xuống dưới đất ở dưới có bộ thổ và mỗi ngày khi mặt trời lên thì người ta khắc vào đó một dấu bộ thốn là chỉ thước tất để biết là chờ bao lâu thì sẽ về ví dụ chờ ai đó bao lâu sẽ về thì chúng ta tự nghĩ như vậy thôi còn nếu các bạn muốn tìm hiểu về góc từ nguyên của nó các bạn có nhiều từ điển để ra à, như vậy là tận có nghĩa là chờ chúng ta xem ví dụ bên dưới chào bạn vương bạn đang làm gì vậy Quả trái tầng xéo lì nè. Tôi đang đợi tầng xéo lì Tôi đang đợi xéo lì đây. Tôi đang đợi bằng lý đây. Nì mình suy nở nha. suy Các bạn đi đâu vậy? Nì mình suy nở nha. suy lào sư. Chúng tôi đi thăm thầy Lâm. Và mở rộng khi mà các bạn muốn nói là xin chờ cho một chút thì có nhiều cách. Uh, liên quan đến từ tầng thì chúng ta có ba cái cách này tương đối đơn giản thứ nhất có thể nói là chuyển tầng dĩ xa chuyển tầng dĩ xa ý xa là một chút xin chờ cho một chút cũng có thể nói cách khác chuyển tầng ý tận chuyển tầng ý tận xin chờ cho một chút cũng được một cách nữa là chuyển tầng đó tần. động từ lặp lại uh, thì nghĩa nó giảm đi và cái từ lặp lại phía sau đọc khinh thanh cho nên là chuyển tầng đó tần. uh, xin chờ cho một chút Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xiao Wang, ni zai gan shenme na? Wo zai deng Xiao Li na. Ni men qu na a? Ni men qu na ya? Wo men qu kan Lin lao shi. Wo men qu kan Lin lao shi. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ năm là ý xa mà chúng ta vừa mới gặp á, ý xa là một chút, à, một chút ông Hán Việt là dĩ xa là nhất, hạ Còn từ ở với đằng sau đó là chữ nhi Thì nhất hạ chúng ta không còn thấy dùng Nhưng mà nếu riêng từ nhất thì còn dùng nhiều Thiên hạ đệ nhất cái gì đó, thứ nhất, thứ hai đó Và chữ hạ là đi xuống, hạ cấp hay là hạ lưu gì đó Thì đều vẫn còn dùng nhiều Rồi, chúng ta xem có nghĩa là gì nè ha Nghĩa là một chút Chúng ta cùng đọc luôn Xảo lì nĩ tần nghĩ xa, của xì cơ sọ Xéo lì ní tờ nghĩ e xa Quá xì cơ dạo so got... Ta đọc không cúng lưỡi thì thôi Nghĩ xa Quá xì cơ dạo cũng được Xéo lì Âu... Bạn lý bạn chờ một chút nhé Tôi đi tắm cái Xì cơ dạo Hảo à Khoai chui bà Hảo à Khoai chui bà Được Mau đi đi Khoai là mau là nhanh Khoai chui bà Mau đi đi Nì khăn bao ma Nì khăn bao mà Bạn có xem báo không Bù, của sư Bù, của Không, tôi xem tivi thôi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Xéo lì, lì tầng ý xa Của xì cơ dạo Hảo à Khoai ba. Nì khan bao ma? Bù, của Kế tiếp ta có từ thứ sáu đó là từ trạo Trạo âm với việc là trảo thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt mình nữa. Với cái nghĩa là tìm hoặc là kiếm. À, chúng ta xem ví dụ. Xin quên si trù rên chai ma. Xin quên si trù rên chai ma. Xin hỏi chủ nhiệm khoa có ở đây không? À, ma tức là chai trơ ma. Chai nín chào tha yô sơ mô sơ. Chai nín chào tha yô sơ mô sơ. Dạ có. ông tìm ông ấy có việc gì? Nín chào tha, yêu sớm sơ sơ Chúng tôi là bạn cũ của nhau. tôi đến thăm ông ấy. Xin tầng ý xa của tà cơ tiên hoa. Xin tầng ý xa của tà cơ tiên hoa. xin chờ cho một chút để tôi gọi một cái cuốc điện thoại. Họ,

dạ yeah, ông việc là nha từ này cũng không, không thấy còn xuất hiện ở trong tiếng việt mình nữa ông hắn việc này không thấy còn với cái nghĩa là vậy hay là đấy hay là à gì đó nó thường nó có vài cách dùng nhưng mà cách dùng ở trong bài là nó nằm ở cuối câu chúng ta xem ví dụ nè xuyên quên điến giao trào sĩ à xuyên quên điến giao trào sĩ à thì đây là da của mình cũng có thể đổi bằng a được điến giao trào sĩ à hay da cũng được không sao cả xin hỏi ông cần tìm ai

Xin đợi ý xa. Xe xe. Xe Cảm ơn. Cái tiếp chúng ta có từ thứ 8 đó là từ thủng xuệ. Thủng xuệ âm hán Việt là đồng học. Thì tách ra từ đồng vẫn còn dùng nhiều Và từ học cũng còn dùng nhiều Còn gươm lại thành đồng học Thì những cái sách báo cũ ngày xưa người ta còn dùng Chứ bây giờ thì không còn thấy nữa Và từ thủng xẻ này có nghĩa là bạn học Có nghĩa là bạn học Ngoài ra nó còn có nghĩa khác tức là học chung và mình thủng sẻ là sáng nhẹn Chúng tôi đã học chung hết 3 năm Nhưng mà cái nghĩa đó thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau à, Nghĩa là bạn học Xin quên trái quay sư sể Xin quên trái quay sư sể Xin hỏi vị này là ai, người này là ai Tha sư hòa đồng sẻ Tha sư hòa đồng sẻ Anh ấy là bạn học của tôi Tha sư trung Quốc rỉnh mà Tha sư trung Quốc rỉnh mà Anh ấy là người Trung Quốc phải không Bố sư, tha sư rưu bệnh sư <laughs> Không phải anh ấy là người Nhật này, Chúng ta cũng đọc nha Xuyên trơ sư Ta sư 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 Chúng ta xem cái mở rộng của từ cái từ này à, Chúng ta sẽ có thứ nhất là từ thủng sư Thủng sư là đồng sự Hôm hôm trước mình có từ sư âm với việc là sự có nghĩa là chuyện á nhưng mà thủng sư ghép vào thì là đồng nghiệp nghĩa là đồng nghiệp cái tiếp ta có thủng sáng từ sáng là hương thủng sáng là đồng hương những người mà à, có cùng quê hương với nhau thủng sáng cái tiếp thủng bó thủng bó âm à việc là đồng bào tức là những người mà cùng một bào thai theo quan niệm thì giống như là Âu à, cơ okay, sinh trăm trứng nở trăm con tức là cùng một bào thai thì cho nên có khái niệm đồng bào đó và chúng ta cũng lưu ý là khái niệm đồng bào không phải chỉ Việt Nam mới có rất nhiều Trung Quốc có, Việt Nam có và nhiều quốc gia trên thế giới nữa cũng có Và thủng xiển là đồng hành Tức là những người cùng đi chung với mình Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Thủng xỉn Thủng sơ Thủng xiang Thủng Thủng bao thốn xiển Và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 5 của bài 11. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn mọi người gặp ở gặp lại ở video clip kế tiếp. Xin chào mọi người.